Warren Buffett đã từng nói kẻ thù lớn nhất của một nhà đầu tư là chính bản thân họ. Giao dịch tài chính nghe có vẻ đơn giản, nắm bắt thông tin, phân tích xu hướng và đưa ra quyết định. Nhưng thực tế thì không phải lúc nào cũng vậy, ngay cả những nhà đầu tư có kiến thức thì vẫn thường xuyên thất bại. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Easy Signal tìm hiểu lý do tại sao ngay cả khi bạn trang bị đầy đủ cho mình những kiến thức vẫn có nguy cơ cao thất bại trên thị trường. Thứ nhất là tự tin thái quá, con đường nhanh nhất dẫn tới cháy tài khoản. Nhiều newbie bước vào thị trường với cái đầu nóng, nghĩ rằng mình có thể bóc tách thị trường nhờ những kiến thức mà mình đã học. Nhưng kiến thức mà không có kinh nghiệm thực chiến thì dễ dẫn đến những quyết định sai lầm. Ví dụ, những nhà đầu tư này thường thực hiện quá nhiều giao dịch và họ nghĩ rằng họ đang tận dụng mọi cơ hội. Nhưng thực tế, giao dịch nhiều hơn không đồng nghĩa với việc kiếm được nhiều tiền hơn. Ngược lại, nó thường làm tăng chi phí và rủi ro dẫn tới thua lỗ. Thứ hai, cảm xúc, kẻ thù đích thực của nhà giao dịch. Thị trường tài chính là một chảo lửa và cảm xúc chính là thuốc nổ của nhà giao dịch. Điều này có nghĩa là ngay cả khi bạn có đủ những kiến thức và chiến lược thì những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi hay tham lam có thể dẫn bạn đến những cú ngã đau điếng. Một ví dụ điển hình đó là hiện tượng kẹp hàng. Khi thị trường giảm giá mạnh, các nhà đầu tư vẫn nuôi hy vọng thị trường sẽ quay đầu tăng trở lại. Kết quả là khi thị trường tiếp tục đi xuống, họ phải gánh chịu những khoản lỗ lớn hơn. Thứ ba, giấc mơ giàu nhanh, con đường dẫn tới tay trắng. Ai mà không muốn làm giàu nhanh chóng? Thật không may, giấc mơ này thường dẫn tới thất bại. Lý do chính là họ thường bị cuốn vào những câu chuyện thành công dễ dàng được lan truyền trên mạng xã hội hay những lời quảng cáo hoa mỹ mà quên đi rằng giao dịch thành công đòi hỏi thời gian, tính kỷ luật và sự kiên nhẫn. Thị trường tài chính không phải là một cuộc chơi ngắn hạn mà là một hành trình dài. Để thực sự thành công, bạn cần phải từ bỏ những kỳ vọng phi thực tế. Hãy tập trung vào việc xây dựng chiến lược dài hạn, quản lý rủi ro và kiểm soát cảm xúc. Tóm lại, hành trình từ kiến thức tới giao dịch thành công không hề đơn giản. Nó đòi hỏi nhiều hơn là chỉ hiểu biết về thị trường, đó là kiểm soát cảm xúc, quản lý rủi ro và duy trì sự kiên nhẫn trước mọi khó khăn. Nghịch lý của giao dịch nằm ở chỗ, kiến thức chỉ là nền tảng, còn sự thành công sẽ phụ thuộc vào việc nhà giao dịch đó có vượt qua được những thử thách tâm lý và các cạm bẫy của thị trường hay không. Với tư duy đúng đắn, chiến lược rõ ràng và kỷ luật thép, nhà đầu tư hoàn toàn có thể lật kèo, biến những kiến thức của mình trở thành những kết quả ngọt ngào thay vì chỉ là những cú sốc đau đớn. Thị trường không phải là một con quái vật đáng gờm không thể đánh bại, mà là một đấu trường nơi mà chỉ có những ai kiên nhẫn, có chiến lược và không ngừng học hỏi mới có thể chiến thắng.